Bà con ơi, hôm nay nói chuyện bà con nhà nghỉ hay khách sạn. Khi ta đi công tác, ta chú ý những vấn đề này. Chứ để không, nó sẽ quay lén và nó cài camera ở đó. Rồi nó lưu lại, nó để tống tiền và nó làm tiền của mình bằng một cách vô thức. Đấy, cho nên bà con ta đi khách sạn, đi mà ngủ, phải được. Chú ý những vấn đề này. Nhu cầu ăn ở tập thể hay cá nhân, khi nhận phòng mở hết đèn rồi hẳn rút phích cắm tivi. Việc đầu tiên là ta mở hết đèn ra trong phòng rồi ta rút phích cắm tivi, mở cho đèn cửa sáng, nhìn có thể kiểm tra bằng tay, bằng sờ chân. Cả khách sạn cũng không được đặt camera bất cứ nơi nào trong phòng đã cho mình thuê. Đề phòng trong phòng có kẻ nhân kẻ xấu ghi hình để tống tiền bán đi làm việc gì đó cho kẻ có nhu cầu. Khi sử dụng phòng tắm cũng phải nhìn kỹ các ngóc ngách trong phòng, hãy mở điện thoại quay toàn bộ các nơi, các vị trí trong phòng bà con nha. Hãy mở điện thoại mình quay toàn bộ các nơi, các vị trí trong phòng, ngóc ngách trong phòng, gầm giường, gầm tủ, phòng tắm, vân vân, để lưu lại khi cần và sử dụng trình báo khi đó các nhà chức trách còn đến. Chúc bà con ta khi đi công tác về vui vẻ, không bị ở khách sạn nó bị quay lén tống tiền. Thôi bà con ta đi như vậy nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Woo!